Thăng Long Travel xin giới thiệu Tour American National Park từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Người Mỹ luôn tự hào về các vườn quốc gia, món quà thiên nhiên ban tặng. Mỗi vườn quốc gia mỗi vẻ khiến ta đắm say. Chuyến đi 9 ngày 8 đêm đưa quý khách đến vườn quốc gia nổi tiếng Yellowstone National Park, Arches mái vòm thế giới, Bryce Canyon 1000 tòa lâu đài trên mặt đất, Zion National Park vườn địa đàng trần gian, Antelope Canyon hẻm núi linh dương tuyệt tác thiên nhiên, tượng đài các tổng thống South Dakota, tượng đài Monument Valley, tháp Devil's Glenwood Canyon thắng cảnh đẹp nhất trên Highway nước Mỹ. Tất cả thiên nhiên hùng vĩ nổi tiếng của bờ Tây nước Mỹ có trong một tour đặc sắc American National Park từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Bên cạnh vườn quốc gia, tượng đài lịch sử, quý khách còn tham quan thành phố nổi tiếng Denver tiểu bang Colorado, South Dakota, Salt Lake City tiểu bang Utah. Tour từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022. Thăng Long Travel 408-901-9000.